đặt máy quay cảnh cưỡi trâu cực chiêu, cô gái không ngờ quay được khoảnh khắc nhớ đời. Mới đây, cư dân mạng đã và đang chia sẻ khoảnh khắc dở khóc dở cười của một cô gái trẻ trong lúc quay clip cùng đàn trâu. Theo đó, để ghi lại khoảnh khắc đắt giá cùng đàn trâu, cô gái đã đặt máy quay ở xa xa rồi tiếp cận một con trâu. Tiếp đó, cô gái trèo lên lưng trâu định quay cảnh trở về tuổi thơ, thời chăn trâu cắt cỏ. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo khiến cô gái đau đớn vô cùng. Cụ thể, sau khi cô gái vừa trèo lên lưng trâu thì con trâu bất ngờ nhảy vọt lên chạy đi nơi khác. Cô gái vì không giữ được thăng bằng nên đã rơi từ trên lưng trâu xuống đất. Cú ngã khiến cô gái ôm mặt đầy đau đớn. Những giọt nước mắt thậm chí đã rơi trong tiếng cười giòn tan của những người chứng kiến xung quanh. Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Đa phần mọi người đều được fan cười ngất trước màn sống ảo đầy sóng gió của cô gái trẻ mà để lại những bình luận kiểu: đúng là muốn quay về tuổi thơ cũng không hề dễ dàng vì con trâu nó chưa cho phép. Mình thấy cặp sừng con trâu là đã rén ngang không dám lại gần, mà bạn này còn trèo lên cả lưng trâu, công nhận liều ghê. Nhìn qua cũng biết cô gái là dân ở quê, ngày nhỏ chắc cũng biết chăn trâu, chỉ là không ngờ con trâu hất lên một cú đến nhớ đời luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.